Thật ra mọi quyết định để lựa chọn đội Thành phố Hồ Chí Minh đều là do em cả. Em đã suy nghĩ rất là lâu trước khi mà mình lựa chọn này. Em cảm thấy rất là hào hứng bởi vì đây là một cái môi trường rất là tốt mà em đã ở một câu lạc bộ Hà Nội. Lúc đấy thì câu lạc bộ Hà Nội thì mục tiêu rất là lớn tất cả các đấu trường, và ở đây cũng thế, họ luôn có những cái mục tiêu lớn ở tất cả các đấu trường tham gia. Năm nay thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có thêm cúp C2 nữa. Đấy là một cái môi trường rất là tốt để mình có thể học hỏi thêm ở các bạn nước ngoài. Năm vừa rồi thì em đã chứng kiến một đội Thành phố Hồ Chí Minh rất là đoàn kết và họ thi đấu rất là nỗ lực. Có những một quãng thời gian ở trong giải đấu mà họ đã đứng đầu, và đấy là một đối thủ rất là khó khăn khi em đứng ở vị trí của câu lạc bộ Hà Nội. Và bây giờ thì em đã là đồng đội của tất cả mọi người ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, thì em cảm thấy mình sẽ cố gắng hết sức đóng góp cái sức nhỏ của mình vào cái mục tiêu của toàn đội. Ngay khi em tới thì không có một cái cảm giác xa lạ nào, thầy đã tới bắt tay và ôm chào hỏi. Em rất là thật sự là rất là vui với những cái chào hỏi đầu tiên như thế. Bây giờ Dũng đã ở đây và Dũng sẽ cố gắng hết sức mình để cống hiến để phục vụ cho câu lạc bộ và đem đến những cái niềm vui, những cái vinh quang cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Rất mong tất cả những cổ động viên của Thành phố Hồ Chí Minh hãy luôn ủng hộ cổ vũ cho đội bóng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.